6 đức tính giúp cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, mỗi người lại mong cầu những điều khác nhau, theo đuổi mục tiêu khác nhau. Thế nhưng dù thế nào, chữ đức đối với mỗi người đều là thứ thiêng liêng và cần tu tâm dưỡng tính mới có được. Trong đó, 6 đức tính sau đây chính là điều mà nhiều người theo đuổi trong cuộc đời. Nếu rèn đủ 6 đức tính, chắc chắn đó sẽ là người được quý trọng, yêu thương trong xã hội. Thứ nhất là người hiếu thảo. Từ xưa đến nay, chữ hiếu luôn được nhiều người tôn vinh. Hiếu thảo với mẹ cha chính là đức tính cần phải có ngay từ khi ta sinh ra, tới khi có nhận thức chín chắn, sâu rộng và đến lúc già đi vẫn cần duy trì. Người xưa nói, lấy hiếu thuận làm đầu. Vì vậy, những người còn cha mẹ, ông bà cần phải trân trọng điều ấy, đối xử tốt đẹp, hòa nhã với họ. Bạn sống một cuộc đời hạnh phúc cũng là cách báo hiếu ý nghĩa. Nhìn chung, hãy yêu thương cha mẹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì họ có công sinh thành, dưỡng dục, trân quý ta suốt cuộc đời. Thứ hai, tôn trọng. Trong mối quan hệ giữa người với người, tôn trọng chính là kim chỉ nam. Chỉ có tôn trọng người khác, chúng ta mới xứng đáng được họ yêu thương, trân quý. Nếu như bạn cứ mãi giữ thái độ hách dịch, khinh thường người xung quanh, cái kết bạn nhận được cũng chỉ là sự xa lánh và ghét bỏ. Ngay cả khi xảy ra mâu thuẫn, xích mích, bạn vẫn nên giữ hòa khí và tôn trọng đối phương. Đừng vì nóng giận mà mất khôn, buông lời cay đắng và xúc phạm, khiến đối phương bị tổn thương. Cơn giận có thể nguôi ngoai, nhưng tổn thương trong lòng thì khó hàn gắn được. Thứ ba, niềm tin. Người xưa có câu, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Chúng ta khó có thể lấy lại lòng tin với một người nếu như họ đã tự đánh mất. Sống trên đời, chúng ta xây dựng mối quan hệ thân thiết, lâu bền và tin tưởng nhau. Thế nhưng nhiều người vì nói dối, vì lời hứa bỏ ngỏ mà làm đối phương mất đi niềm tin. Lúc này, mối quan hệ thân thiết vốn có cũng sẽ rạn nứt dần. Một người không giữ chữ tín, một người không thể tin tưởng thêm được nữa, khiến mối quan hệ có chiều hướng xấu đi. Vì vậy, nếu đối phương đã một lòng một dạ tin tưởng bạn, đừng nói dối và thất hứa bất kỳ lần nào để tránh sự tổn thương đè nặng lên người khác. Điều thứ tư, thiện. Biết giúp đỡ người khác, làm toàn việc thiện khiến bạn sống đẹp như một đóa hoa. Khi bạn có trái tim vị tha, phúc đức dâng đầy, nhất định sẽ gặp may mắn. Khi chúng ta làm việc thiện nhưng không mong cầu nhận lại là lúc trái tim ta rộng mở và khoáng đạt. Không có lòng tốt nào bằng sự cho đi. Nếu có thể, hãy cứ mở rộng trái tim nhân ái, giúp đỡ người khác hết lòng mình. Thứ năm, sự siêng năng. Siêng năng là một đức tính tốt và thường giúp người ta gặt hái thành công trong công việc, sự nghiệp. Bất kể thành tựu nào trên đời cũng cần sự bền bỉ, chăm chỉ và kiên trì. Thành công không dễ dàng đạt được, nhưng nếu bạn sở hữu sau quá trình chăm chỉ, cần cù, chắc chắn đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Bạn có thể thất bại dù đã nỗ lực và siêng năng, nhưng lúc đó bạn cũng không cần phải hổ thẹn với lòng mình. Ít nhất bạn đã dám đương đầu, dám cố gắng hết sức vì mục tiêu. Và thứ sáu, khoan dung. Hai chữ khoan dung dù ngắn gọn nhưng không phải ai cũng làm được trong đời sống thường nhật. Không mấy ai đủ khoan dung để bỏ qua cho lỗi lầm của người khác. Chúng ta sẽ giữ trong lòng những mâu thuẫn ấy và dần xa cách nhau hơn. Thế nhưng cuộc đời rất dài, trong khi đó ai cũng đều có những thiếu sót riêng.
bạn phải nhớ rằng không ai trong số chúng ta hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng quan trọng họ có nhận thức được điều đó hay không. Nếu như đối phương đã biết nhận sai, bạn cũng nên tha thứ và cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Khoan dung cũng là cách giúp trái tim bạn rộng mở, tinh thần bạn thoải mái hơn. Quý vị thân mến, có câu châm ngôn như thế này: tích đức tuy không ai nhìn thấy, nhưng việc hành thiện sẽ có trời chứng giám. Con người làm việc thiện, dù có thể phúc chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ tránh xa được tai họa. Người làm việc ác, dù có thể chưa gặp tai họa, nhưng phúc báo đã không còn. Những người làm việc thiện cũng giống như cỏ mọc trong một khu vườn vào mùa xuân, ngày nào cũng tốt tươi. Những người làm việc ác giống như viên đá được dùng để mài dao, nhìn thì không thấy bị tổn hại, nhưng ngày ngày phải chịu thiệt thòi. Có một câu chuyện như sau: giúp người gặp nạn được tuyển thẳng vào bệnh viện làm việc. Báo chí từng đăng tải một thông tin rất hay về một cô sinh viên sắp tốt nghiệp, trên đường đi xin việc đã cứu người gặp nạn. Chính nhờ hành động tử tế này mà sau đó cô gái được bệnh viện đó nhận thẳng vào làm mà không cần phỏng vấn. Chuyện là cô sinh viên này sau khi nộp sơ yếu lý lịch, trên đường trở về, nhìn thấy làn đường dành cho xe thô sơ, có một ông cụ 80 tuổi đi xe ba bánh, cả người cả xe đang bị ngã đổ xuống đường. Cô vội chạy lại đỡ chiếc xe dậy trước, sau đó lấy tấm nệm trên xe đưa cho ông lão ngồi tạm. Cô sinh viên ấy khi kể lại chuyện vừa gặp phải đã nói: lúc đó ông lão nói đầu mình bị choáng, tôi xem qua thì không thấy có vết thương ngoài da, có khả năng là bị cao huyết áp nên mới bị như vậy. Vì trước đây ở bệnh viện tôi đã từng thực tập rồi, cũng đã gặp một số trường hợp khẩn cấp. Lúc đó lại không có máy móc hỗ trợ, nên tôi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để kéo dài thời gian. Sau đó người xung quanh kéo đến càng ngày càng nhiều, có người gọi cho 120, có người giúp đỡ gọi cho người nhà ông lão. Trong khoảng thời gian này, cô gái vẫn luôn ngồi bên cạnh nói chuyện với ông lão, không ngừng động viên cho đến khi xe cứu thương đến đưa ông lão vào bệnh viện, cô ấy mới yên tâm rời khỏi. Vừa hay, viện trưởng của bệnh viện mà cô ấy từng tuyển cũng khá quan tâm đến câu chuyện này. Ông nói, nếu cô gái này đến bệnh viện của chúng ta ứng tuyển, vậy không cần phải kiểm tra phỏng vấn, nhận thẳng vào làm việc. Ông còn nói, có một phẩm hạnh tốt như vậy, lo gì không có một công việc tốt. Sau khi tin tức này được phát sóng trên truyền hình, nhiều người đã bình luận rằng đặc cách tuyển dụng hay lắm, nhờ cứu người mà được bệnh viện nhận thẳng vào làm. Việc đặc cách như vậy chỉ có thể là dành cho người có nhân cách, đạo đức tốt. Làm nghề chữa bệnh cứu người, ngoài chuyên môn là thứ không thể thiếu ra, thì một trái tim lương thiện là thứ càng không thể không có. Lương thiện không chỉ là một dạng mỹ đức, đức tính tốt đẹp, mà nó còn là một dạng phúc khí có mang theo từ trường. Có nhiều lúc, những việc làm tử tế mà chúng ta làm trong vô thức, làm một cách tự nhiên, chẳng toan tính, lại mang đến cho chúng ta những niềm vui, những điều bất ngờ mà chúng ta chẳng hề ngờ tới. Giống như Henry David Thoreau, nhà văn, nhà thơ người Mỹ đã từng nói, lương thiện là một khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn. Chúng ta đều biết rằng một người muốn tồn tại, sống và làm việc thành công trên thế gian này, nhất định cần phải rèn luyện đức tính lương thiện của bản thân, làm nhiều việc tốt, suy nghĩ thiện lương, tích phúc tích đức nhiều hơn. Phúc báo của mỗi con người đều do người đó tu tâm dưỡng tính mà có được. Trong cuộc sống
chỉ cần luôn có tấm lòng lương thiện, chúng ta nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vứt bỏ lương thiện, cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ có một màu u ám, không có ánh sáng. Chấp nhận một cuộc đời vội vã, không lưu giữ lại được một chút tốt đẹp nào. Đạo lý nhà Phật dạy rằng, con người ta có tầm là nhờ chữ nhẫn. Người có thể nhẫn, tự khắc sẽ có phẩm hạnh cao quý. Con người ta cao quý là nhờ chữ thiện, tích đức hành thiện là cao quý. Con người ta kiệt xuất là nhờ chữ ngộ. Người biết giác ngộ là người kiệt xuất. Làm người phải giữ được bản tâm, tấm lòng lúc ban đầu, hành thiện tích đức. Người lương thiện có tấm lòng bao la rộng lớn, đối xử chân thành với tất cả mọi người, sẽ dễ hấp dẫn người khác. Còn những người độc ác, không có phẩm hạnh, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, những người như vậy sẽ không có ai muốn làm bạn. Người có đức hạnh tất sẽ có hạnh phúc. Hành thiện tích đức, công đức vô lượng sẽ đều có được cuộc đời thành công. Con người sống trên đời, tất cả đều có nhân quả luân hồi. Những gia đình tích đức tất sẽ có niềm vui. Cuộc đời này của mỗi người chỉ cần tu dưỡng tốt trái tim lương thiện, hành thiện tích đức, bạn sẽ không bao giờ phải cảm thấy có lỗi hay hổ thẹn với bất cứ ai. Lẽ tự nhiên, hạnh phúc cũng sẽ không mời mà đến. Còn người sống trong cuộc đời này, chỉ cần có tấm lòng lương thiện, sẽ nhận được tấm chân tình từ những người xung quanh. Có như vậy, đường đời mới càng đi, càng trở nên thuận lợi.